Nhà con có thuốc con có sức gì thuốc thuốc con có thuốc chất thuốc không? Không còn không sức cái gì hả? Con chỉ có rửa mặt thôi. Mụn con cưng lắm nha. Con bôi thuốc là nó sẽ mềm, nó dễ lấy ha. Con không bôi gì hết, nó cứng.
Quy hoàng hả? Quy hoàng hả? Quy hoàng. Dạ đúng rồi. Con đây. Tính đâu? Mẹ con kêu để cô làm nó, nhưng mà con để mày con thấy cô quản mấy chị làm xịn hơn cô nữa này. Dán xíu con bụng cứ ngắc à. Còn thuốc bôi không Quý Hoàng? Dạ. Còn thuốc bôi không? Dạ, còn cái hũ gì mà hôm bữa ông mua con đó. Về bôi thuốc vô. Uống thuốc là bữa là uống được mấy tháng? Dạ uống như được 6 tháng rồi đó. Ừ. Uống, có uống đều không? Dạ có. Có riêng thuốc là ngày nào uống không? Thấy thế em vừa mua vậy là em thấy có riêng thuốc để em bày à. Mẹ con để cho cô thủy cho con là mua cái đó cái gì cái đó là 10 đó, nhưng mà mẹ cũng mua 20 cho con uống luôn.